Thank you.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xuất hiện ở lời Chúa. Hôm nay là ngày thứ bảy, mang rất nhiều ý nghĩa. Chúng con thờ lời Chúa khi hiện diện trước mặt chúng con trong ngôi thánh đường này. Ngôi thánh đường ngày mai và chúng con sẽ kỷ niệm cùng hiến 5 năm. Và đây cũng là ngày mà chúng con kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Phàm Y Ba lần đầu tiên 13 tháng 5 năm 1917. Và ngày mai cũng là lễ Chúa Nhật Thăng Thiên hướng chúng con về với trời. Đó là hồng phúc cho chúng con để chúng con luôn luôn cố gắng sống ở thời gian này cho tốt, cho hạnh thiện. Đặc biệt chúng con được mời gọi hai mươi chính mẹ Maria, mẹ đến diễn phúc lên trời cả hồn lẫn xác, bởi vì mẹ ơi gắn bó với Chúa Kitô con mẹ. Mẹ luôn là nhận lời Chúa, luôn tự tin ghi Chúa trong đời sống, đó là hậu phương để cho chúng con mai luôn bắt chước hồi được về trời của mẹ. Hôm nay cũng là ngày giáo xứ của chúng con bị lừa dỗ cha Chúa Giuse. Chúng con cầu nguyện cho ngài để ngài được hưởng lòng thương xót Chúa và ngài cầu cầu cho sứ đạo chúng con. Qua những lời kinh thiên đó, qua những hôm qua được các em xây lên thay cho cộng đoàn, xin Chúa đón nhận tấm lòng đỏ ghé của chúng con, chúc phúc cho giáo xứ chúng con được bình an nhiều nhất, nhất là trước những công việc lớn sắp tới cần có sự cộng tác của mọi người. Xin Chúa mở lòng cho mọi người cộng tác chung và đồng thời cho mọi người được hưởng lòng xót thương Chúa để mọi gia đình hạnh phúc ấm êm. Chớ gì mẹ Maria luôn là mẫu gương, luôn chăm sẻ cầu cầu cho chúng con. Chúng con thờ lời Chúa, chúng con hiến thác vào Chúa. Amen. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện, lời chúa cho đàn này là cho chúng con biết những truyền diệu để nghị điểm của tư đàn chúa. Xin cho chúng con được sống sáng sùng kính cầu nguyện vì máu chúa, cho chúng con luôn luôn được tự nhảy vinh quang với cô chúa, cho là đấng hàng sống hàng trì đời đời. Danh cha và